Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. 10 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ trước 30 ngày, hãy xem để cảnh báo cho chính mình và người thân. Chào đón quý vị khán giả đã đến với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính thưa quý vị, nhịp sống hối hả, cuộc sống nhiều lo toan đã khiến rất nhiều người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Chúng ta lao vào những ồn ào trong cuộc sống để rồi bỏ quên đi những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của chính mình. 10 dấu hiệu này là những dấu hiệu rất nhỏ mà chúng ta hay coi thường và bỏ qua để rồi khi cơn đột quỵ kéo đến, chúng ta chẳng có nhớ là mình đang sống hay đã chết. Có những người xảy ra cơn đột quỵ ngay trong lúc ngủ, đến sáng gia đình lai mãi không dậy thì mới tá hỏa, nhận ra đã chết từ đêm hôm trước rồi. Có những người khi mới bước chân ra khỏi phòng tắm, tự dưng cảm thấy đau đầu chóng mặt, còn chưa kịp lau khô tóc thì toàn thân đã đổ gục xuống đất. Còn có người thì thậm chí xảy ra cơn đột quỵ ngay khi đang lái xe, không chỉ chết mình mà còn gây ra tai nạn cho người khác. Vậy nên, quý vị cần phải thật sự chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo đột quỵ trước 30 ngày này. Cả đàn ông và phụ nữ thì đều nên xem. Chồng biết mà cảnh báo cho vợ, vợ biết mà cảnh báo cho chồng, hay con cái xem còn biết mà cảnh báo cho cha mẹ. Đây đều là những dấu hiệu thường gặp của bệnh đột quỵ mà các bác sĩ luôn nhắc nhở chúng ta đừng bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào để còn có thể kịp thời cứu mình và cứu cả gia đình mình trước lúc lâm nguy quý vị nhé. 10 dấu hiệu cảnh báo đột quỵ trước 30 ngày. Bệnh tim có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề cho người bệnh. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ban đầu trước khi cơn đau tim xảy ra. Bệnh tim là nguyên nhân gây ra cái chết của 40% những trường hợp tử vong ở Mỹ, nhiều hơn tất cả các trường hợp tử vong do ung thư cộng lại. Tuy nhiên, nếu để ý, bạn sẽ phòng tránh được căn bệnh này bởi có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo trước khi cơn đau tim thực sự xảy ra. Trái tim là bộ phận làm việc miệt mài nhất trong cơ thể. Nó liên tục bơm máu có oxy và chất dinh dưỡng đi nuôi các bộ phận. Điều không may là một trong những cơ quan vận chuyển máu, động mạch lại dễ gặp vấn đề. Nếu chúng ta không có một sức khỏe tốt, mắc các bệnh mãn tính như mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành được cho là nguyên nhân phổ biến gây ra các cơn đau tim. Nhưng thực tế có rất nhiều loại bệnh tim gây ra các cơn đau bất kể là nguyên nhân gì. Các chuyên gia tim mạch cho biết, trong vòng 30 ngày hoặc ít hơn, trước khi xảy ra một cơn đau tim, người bệnh thường xuất hiện những triệu chứng cảnh báo nhưng không phải ai cũng để ý và thường bỏ qua những dấu hiệu này. Nhồi máu cơ tim thường bắt đầu từ từ, triệu chứng có thể từ nhẹ đến mạnh, tần suất ít đến nhiều các cơn đau. Riêng những người bị bệnh tiểu đường thường không có triệu chứng hoặc các biểu hiện rất nhẹ. Triệu chứng của một cơn đau tim mỗi người lại một khác. Các bác sĩ tim mạch cho biết, nếu có ít nhất 5 triệu chứng dưới đây, bạn cần phải đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Đầu tiên, triệu chứng mệt mỏi. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức mỗi ngày, điều này kéo dài hào tường, đó có thể là dấu hiệu thiếu máu đến tim, não và phổi. Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động thường ngày bởi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi kiệt sức. Ngay với những công việc đơn giản nhẹ nhàng, đối với phụ nữ mệt mỏi bất thường, hãy nghĩ tới một cơn đau tim sắp sửa xảy ra. Nhưng nếu cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Thứ hai, khó thở. Khó thở khi gắng sức hoặc khó thở khi nằm, đặc biệt là vào ban đêm, khiến bạn phải tỉnh dậy, ngồi dậy là những dấu hiệu ban đầu của bệnh tim. Giáo sư ở Trung tâm Y tế New York, Mỹ cho biết, đôi khi người ta bị một cơn đau tim nhưng không đau ngực hoặc đau kết hợp khó thở, giống như người bệnh vừa mới chạy marathon, ngay cả khi họ không đi lại. Trong một cơn đau tim khó thở, thường đi kèm với khó chịu ở ngực. Thứ ba, nhịp tim nhanh hoặc không đều. Các bác sĩ thường cho rằng không có gì đáng lo ngại nếu một người có một nhịp tim đập nhanh một thời điểm nào đó rồi trở lại bình thường. Nhưng một mạch nhanh hoặc không đều
đặc biệt là đi kèm với kiệt sức chóng mặt hoặc khó thở, có thể là bằng chứng sắp tới của một cơn đau tim hoặc rối loạn nhịp. Nếu như không điều trị, một số rối loạn nhịp tim có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim hoặc đột tử. Thứ tư, ho. Ho dai dẳng hoặc khò khè có thể là một triệu chứng của suy tim. Đây được cho là nguyên nhân do sự tích tụ chất dịch trong phổi, do bệnh suy tim gây nên. Trong một số trường hợp, người bị suy tim ho ra đờm, có máu. Thứ năm, chóng mặt và mồ hôi. Khi dòng máu lên não không đủ, nó ảnh hưởng đến nhiều chức năng của cơ thể. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra choáng váng và mất trí nhớ. Ngoài ra thì chóng mặt còn do nguyên nhân rối loạn nhịp tim gây ra khi không vận động và môi trường không quá nóng mà bạn vã mồ hôi như tắm. Điều này báo hiệu một cơn đau tim sắp đến. Thứ sáu, thay đổi tâm trạng. Nhồi máu cơ tim có thể gây ra sự lo lắng và căng thẳng, hay thậm chí là một nỗi sợ hãi về cái chết cận kề. Những người sống sót sau cơn đau tim thường nói chuyện về việc chết đi sống lại. Họ có cảm giác lo lắng về tính mạng của mình nhiều hơn. Thứ bảy, đau ngực, lưng, vai, cánh tay và cổ. Triệu chứng phổ biến nhất trước nỗi đau tim là đau ở ngực. Cơn đau này thường báo hiệu một cơn đau tim thực sự sắp xảy ra. Khi đau ngực, đầu tiên xảy ra hầu hết, mọi người đều hoảng sợ. Nhưng khi nó hết, người bệnh bỏ qua dấu hiệu ban đầu này và không đi bệnh viện kiểm tra. Thường sau các cơn đau ngực, người bệnh sẽ thấy xuất hiện những cơn đau lan đến vai, cánh tay và lưng. Nhồi máu cơ tim thường có liên hệ với đau cánh tay, có thể đau cả hai bên hoặc giữa hai xương bả vai. Thứ 8, sưng phù. Suy tim là do sự tích tụ trong cơ thể. Điều này có thể gây ra sưng ở bàn chân, mắt cá chân, cẳng chân hoặc bụng. Nhiều khi người bệnh thấy có cảm giác mình tăng cân đột ngột và mắc cảm giác ngon miệng. Thứ 9, đau bụng. Đau bụng không phải là triệu chứng hiếm gặp trước những cơn đau tim. Nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng. Thậm chí nhiều trường hợp xuất hiện xương bụng thường là dấu hiệu liên quan đến suy tim. Vì suy tim thường ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, có cảm giác chán ăn, khó tiêu hay ở nóng. 10. Cơ thể trở nên yếu ớt, không rõ nguyên nhân. Hoặc một vài tuần, hoặc một vài ngày trước khi cơn đau tim xảy ra, người bệnh thường cảm thấy yếu trong người. Phó trưởng khoa nghiên cứu Đại học Y Mỹ cho biết rằng, một bệnh nhân nói với tôi, cô ấy cảm thấy như không thể giữ nổi một mảnh giấy giữa các ngón tay. Nó giống như việc bị cúm, có hoặc không có chút sức lực nào nữa. Triệu chứng cảnh báo sớm nhất này có nhiều người gặp phải, nhưng cũng nhiều người bỏ qua. Thực tế thì đây là một biểu hiện sớm của một cơn đau tim trong tương lai gần. Quý vị thân mến, nếu như có những dấu hiệu trên, thì quý vị nên đi khám bác sĩ kịp thời để kịp chẩn đoán. Đừng coi thường và bỏ qua bất cứ triệu chứng nào, kẻo sau này lại hối hận không kịp. Thêm vào đó thì quý vị cũng nên chú trọng đến sức khỏe. Đừng vì công việc mà ham kiếm tiền, lao lực, bán sống bán chết. Cuộc đời này là vô thường, cái gì đến thì mình đón nhận. Cái gì không phải của mình thì mình hãy nên học cách buông. Luôn giữ tâm thế tự do tự tại thì phúc lộc mới đến, tinh thần mới thoải mái và sức khỏe thì mới dồi dào được. Vậy nên, hãy tạm thời xua đi mệt mỏi và cùng Sức Khỏe Tự Nhiên nghe những lời dạy của Đức Phật về sự vô thường của cuộc đời này quý vị nhé. Đã hiểu vô thường, sao còn phiền não? Đời này chúng ta tranh đấu là vì điều gì? Tất bật lo toan, bon chen cuộc sống, cầu mong tiền tài vật chất danh vọng. Chúng ta yêu thương cuồng nhiệt, hờn ghen oán hận đến mức tự làm hại bản thân và người khác. Cuối cùng là vì điều gì? Kiếp người thật ngắn ngủi vô thường, mọi sự đều thay đổi từ vật chất đến tinh thần. Sau chuỗi thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua, cho đến khi tử thần gõ cửa ra đi, để lại kẻ khóc tiếng người đi nghìn thu vĩnh biệt. Cái thân con người chẳng khác nào tước lá cành cây, đương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó rồi lại mất đó. Tất cả không ai thoát khỏi cảnh sinh lão bệnh tử, thế nhưng chúng ta vẫn không thoát khỏi những phiền não. Vậy thì sao lại như vậy? Có nhiều người nhận ra và chia sẻ rằng, dù họ biết và thấu hiểu được quy luật vô thường trong cuộc sống này,
nhưng vẫn không hiểu sao thoát khỏi những phiền não buồn lo, điều mà khiến họ rất khổ tâm. Từ những ý kiến đó khiến chúng ta nhìn ra vấn đề giữa cái đã biết và sẽ còn là cả một quá trình dài nếu như đã biết mà không còn sửa đổi và không tìm ra phương hướng để khắc phục thì phiền não vẫn cứ hoài, không bao giờ đổi thay. Điều này chúng ta có thể lấy ở chi tiết. Đức Phật cũng thế, khi dạo quanh bốn cửa thành, Ngài đã hiểu được sự vô thường khi thấy cảnh khổ đau, bệnh tật và cái chết. Đức Phật thấy biết và hiểu, nhưng nếu để những cái biết đó nằm yên, không tìm ra con đường thoát khổ, thì làm sao hết khổ được đây? Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này giữa cái biết và sau còn là khoảng cách rất dài. Cuộc đời Đức Phật đã chứng minh được, để xóa đi phiền não mà Ngài đã biết, Đức Phật đã đánh đổi quyền lợi trong tay ròng rã suốt 11 năm trong rừng già, mà sau 49 ngày, thiền định mới thật sự loại sạch phiền não. Cho nên biết là một vấn đề, và làm sao dứt được phiền não là một vấn đề khác. Cái biết không giải quyết được điều gì, nếu chúng ta không đứng lên và hành động, thì cho dù biết nó lâu dài đến đâu thì vẫn không thay đổi được điều gì. Cuối cùng, chúng tôi thực sự mong rằng những gì mà Sức Khỏe Tự Nhiên chia sẻ trong video này có ích cho bạn. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chia sẻ để giúp những người thân yêu của mình cùng khỏe mạnh. Hãy nhấn vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất đến từ ban biên tập chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.